Quay, ra không đây, lửa bắp bờ, đây là ngày 29 rồi. Đảo xanh không ra các bạn ơi. Cây vãi. Đi mẹ nó cây tươi nhờ. Ok, hai siêu bạn chúng mà trở lại với channel của mình. Thì mình đây là hàng nào Metro Gaming đây. Thì hôm nay mình sẽ review đó chính là quả lựu đạn bắt bờ. Ok các bạn, đây là ngày cuối là ngày 30 rồi. Hôm qua World Series Việt Nam bán rất là hay các bạn ơi. Ok, nói chung là mình vô sự kiện để mình quay cái đã. Ngày cuối mà không ra chắc mình ức chế đó các bạn ơi. Cay thật sự nha, cũng qua nha. Tất cả đều đồ là điều mình quay trúng rồi. Nhưng mà còn cái đó, mẫu cái đó là chưa trúng thôi. Cay. Nó ra, nó có ra lạp lửa các bạn ơi. Nó kêu không lạp, lươn lẹo. Thật là lươn lẹo. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. ADN em ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. À mẹ. Ra đây các bạn ơi, ra đây các bạn ơi. Ra rồi. Vỗ tay, vỗ tay. Ok các bạn ơi, nhận được rồi. Chắc mình thoát game mình vô lệ để mình kiểm tra thử nó có không hay không nha. Chắc nó gửi vô hùm thư chứ không gửi vô trực tiếp từ cái kho vũ khí các bạn ơi. Rồi, mình đã vô lệ game được các bạn ơi. Thì ok, nói chung mình nhắn mình vô thôi. Ok. Rồi. Để bữa nào mình sẽ review cho bạn cái ba lô. Cái ba lô mình review sau, review chế lựu đạn trước nha. Rồi, cái gì nhỏ mình review trước. Mấy cái chế nhỏ. Rồi ok, cái chế lựu đạn đây là thuộc hạng hiếm cũng ok rồi. Có nó đĩa có hạng mà có vạch vàng các bạn ơi. Ok. Hey, vô kho lựu đạn các bạn ơi. Đó, lựu đạn nè. Ngon không? Nhìn đẹp không? Hàng miễn phí mà đẹp, đúng rồi. Cái giỏ World Series là cái giỏ rất là lớn cho nên người ta làm mấy cái sự kiện rất đẹp các bạn ơi. Rồi. Test hiệu ứng nổ chỗ nào ta? Mình quay lại. Từ từ. Để mình nhá lại các bạn ơi. Ồ, mình nhìn thấy chi tiết cái lựu đạn cũng ok các bạn ơi. Úp đẹp vậy á. Làm này mấy cái chi tiết này nó làm nổi nè các bạn. Đẹp. Ồ, hiệu ứng nổ nó nè. Đó, hiệu ứng nổ của nó cũng đẹp. Nhưng mà nó đẹp các bạn ơi. Để mình coi thử cái nào đẹp hơn. Hình như cái lựu tương lơ cái hiệu ứng của nó hình như nó đẹp hơn xíu thôi các bạn ơi. Cái lựu này cái hiệu ứng nổ không đẹp bằng cái quả lựu tương lơ các bạn ơi. Quả lựu tương lơ nó đẹp hơn. Cái hiệu ứng nổ nó đẹp hơn. Ở trong này giờ mình sẽ vô mình test trong tỷ chiến các bạn ơi. Là trực kinh đạp. Ok các bạn, đầu tiên vô mình mua hơi cái lựu đạn trước. Ok. Đấy, lên thôi nào các bạn ơi. Hiệu ứng lựu đạn mình cũng thấy đẹp. Ok. Nhưng mà lựu nó cho thêm mấy cái hiệu ứng giống như kiểu cái quả lựu, cái kiểu tương lơ lơ mình thích hơn. Nhưng mà cái kiểu nào mình không thích bằng cái kiểu lựu tương lơ. Mấy cái quả lựu nhìn giống tương lơ nhưng mà các bạn Gardena nên cho mấy cái chế lựu đạn sao nên cho mấy cái hiệu ứng mà có chọn kiểu tương lơ, mình thích cái kiểu đó mà. Ok, để mình ném lựu đạn mình cho nó. Liều thì anh nhiều, không liều thì hết. Chào, con đây nè. Cho mày đi đái luôn. Tình hình là còn qua đúng rồi, sáng hôm nay các bạn ơi. Thằng kia nó đang cầm Glock để nó bán đậu xanh bán gục rồi. Ba đấu ok, đậu ok, ba đấu một liệu có thắng hôm nay. Chắc chắn là thắng rồi chứ không, không thấy mà chỉ có là nhục thôi. Team mình nó mạnh lắm các bạn ơi, đừng sợ. Ok các bạn ơi. Thanh niên cái gì mà Hoàng FF gì đây. Anh ta đang cầm cái lóc để chuẩn bị giết địch. Nhưng mà liệu anh ta có làm được không? Anh ta cầm một quả lựu nhưng mà định ném nhưng không có ý định ném các bạn ơi. Anh ta sẽ ném một chén lựu đạn vào nhà nhưng mà không có địch nổ trong đó anh ta. Có chắc không ai không đây. Chúng ta đón xem nào. Không trúng rồi. Anh ta liệu anh ta sẽ làm gì? Ok. Đạo xanh. Anh tự bước với chính mình lên đây mà. Ngu đúng. Anh ta đang đẩy lại. Đến từ vị trí của thằng Hoàng FF. Anh rất là ngu dốt. Ok, còn một đứa nữa liệu có thể giết được nó không đây? Thằng nhỏ nhờ nhờ. Ok, tâm bo chúng mày chủ mình rồi các bạn ơi. Rồi các bạn ơi. Thằng kia là nó chắc bo hay sao á. Hoặc là nó AFK các bạn ơi. Rồi, 1-0. Tình hình là mua lựu đạn rồi, mình mua một cây lục bạc để mình hỗ trợ các bạn ơi. Theo mình là cái hiệu ứng nổ của nó rất là đẹp các bạn ơi. Đẹp. Nhưng mà cái quả lựu làm cho nó giống tương lơ một xíu. Nhìn nó giống tương lơ nhưng mà thực ra nó không có tương lơ các bạn ơi. Ok, nói chung là mình sẽ test thử hiệu ứng thôi chứ mình ném rất là gà các bạn ơi. Ở đây mình ném bằng nhỏ đã.
Mình nếm thử chăng này có đẹp không. Ồ quá lửa đó, hiểu vấn đề không. Em lấy mình kiếm địch ra. Bởi vì tụi nó AFK hết, tụi nó tra cái số bằng ơ. Tụi nó AFK hết rồi, con đứa mình đó con đứa mình phải sao á. Rồi, thôi không. Chặng này chắc team mình thắng quá. Tỷ số hiện giờ là 3-2 rồi, bây giờ mình sẽ đẩy lên các bạn ơi. Mình cầm lựu đạn lên, lên căng nó luôn sợ gì. Ok, mình chặt mình cái này, đảo sắp chết luôn mà. Rồi thằng kia này may quá, thằng kia nó đặt buông kia cứu mình chứ mình die luôn bạn ơi. Rồi, để anh ta cái giết được định lắm đây. Thắng rồi các bạn ơi. Ok, mình không giết được mặn nào luôn. Tỷ số là 3-0 rồi. Mình mua giáp mũ đầy đủ, ok. Thôi, chặng này tôi sợ tụi nó vô bót quá thôi. Mình cũng mua vũ khí. Mình kêu thằng kia như... Để mình kêu thằng bọn mình nhỏ cây mà Binam. Mình thích không nòm mà đồ có ăn lắm các bạn ơi. Những cái loại không nàn mà đòi có ăn, ăn đầu buổi nha. Ăn cướp, thì sao làm dễ. Tình hình là mình đang đẩy lên các bạn ơi, cái thử. À, địch AFK hả em? Đậu xanh nó đẩy bung cây nó làm gì kìa. Nguy hiểm nha bạn. Đậu, ở ngoài đây không có địch rồi, mình ném lựu đạn nè. Xem mình ném nè các bạn. À, cứu các bạn ơi. Mình đai rồi. Ngu mày chết mẹ mày đi, mày kêu gì. Mày tự mình bóp dớ mình luôn các bạn ơi. Đồng đội nó cứu, mang quá đồng đội nó cứu. Ok. Quả liệu này rửa con luôn đẹp các bạn, lấy lái các bạn ơi, miễn phí mà, cái gì miễn phí lái liền. Rồi video của mình đến đây kết thúc các bạn. Trước khi các bạn trước khi kết thúc video của mình thì các bạn cho mình một like, một share và đăng ký ủng hộ mình trong những video sau. Hẹn gặp lại, bye bye.